Chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin: bố Trường Giang công nhận Nhã Phương, Quế Vân hết nói. Bố và chị gái Trường Giang khẳng định Nhã Phương là bạn gái của anh, đồng thời phủ nhận Quế Vân có quan hệ trên mức tình cảm với nam danh hài. Những ngày qua, bên cạnh chuyện tình tay ba giữa Nhã Phương, Trường Giang và Quế Vân bị thổi bùng lên gây xôn xao dư luận, thì đồng thời cũng có những tin đồn vô căn cứ liên tục xuất hiện về lấy nam danh hài. Trong đó, phải kể đến thông tin Trường Giang đã có vợ và con trai 3 tuổi. Họ kết hôn cách đây 4 năm. Tuy nhiên ngay sau đó, cô gái bị đồn là vợ của nam danh hài đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, rằng cô và Trường Giang sự thật từng yêu nhau nhưng đã chia tay cách đây 5 năm trước khi anh Kiệt nổi tiếng. Đứa bé cũng không phải con cô. Trước những mâu thuẫn về hồ sơ tình ái của chàng hề xứ Quảng, bố đẻ của Trường Giang, ông Võ Đăng Tường đã lần đầu tiên ra mặt để chia sẻ về chuyện tình cảm của con trai. Ông Tường cho biết bản thân có nghe nói đến những vụ lùm xùm về các mối quan hệ yêu đương của con. Tuy nhiên, vì Trường Giang đã trưởng thành, vì vậy ông không can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của con và để anh tự do quyết định hạnh phúc riêng tư. Trong cuộc trò chuyện, ông Tường không giấu nổi sự bức xúc với thông tin phiêu dật rằng con trai ông đã lấy vợ và có con. Phủ nhận chuyện bồ bịch lăng nhăng của Trường Giang, ông khẳng định cho đến thời điểm này, bạn gái chính thức của nam danh hài chỉ có duy nhất là Nhã Phương. Tháng 10 năm ngoái, nhân ngày giỗ của mẹ Trường Giang, nó có đưa bạn gái về nhà chơi và giới thiệu là diễn viên Nhã Phương. Cô bé ấy mới là bạn gái chính thức của Trường Giang lúc này. Không chỉ bố đẻ của Trường Giang lên tiếng, mà chị gái của anh, chị Võ Thị Hoàng Yến, cũng không ngần ngại đáp trả những thông tin về việc em trai bắt cá hai tay hay ngoại tình sau lưng bạn gái. Chị chia sẻ, bản thân quá bất ngờ khi nghe đến scandal Quế Vân đăng đàn trách móc Trường Giang, cũng như gia đình mình với những lời lẽ bôi nhọ thậm tệ. Trong khi sự thật chưa một ai trong nhà từng gặp mặt nữ ca sĩ này lần nào. Chị Võ Thị Hoàng Yến cho hay, chuyện giữa Quế Vân và Trường Giang chỉ là tình cảm từ một phía. Nữ ca sĩ yêu đơn phương em trai chị nhưng không được đáp lại. Từng tâm sự với em trai về chuyện này, chị kể lại, Trường Giang chỉ coi Quế Vân là một người bạn. Khi nhận thấy Quế Vân có tình cảm với mình, Trường Giang đã khéo léo từ chối và tránh mặt. Đồng thời, chị Yến cũng thừa nhận chuyện yêu đương của em trai và nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Chị tiết lộ vào dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, Trường Giang đã đưa Nhã Phương về thăm gia đình lần thứ hai. Tuy không được biết nhiều về Nhã Phương, nhưng tôi thấy con bé hiền lành và có duyên ăn nói. Tôi dám khẳng định, Trường Giang chỉ duy nhất có một bạn gái, đó chính là Nhã Phương, chị Yến quả quyết. Còn nhớ cách đây hơn một tuần, vào ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2, Quế Vân đã đăng tải trên trang cá nhân tố cáo Trường Giang lừa dối, đùa giỡn với tình cảm của mình. Nữ ca sĩ vạch trần nam danh hài bắt cá hai tay, đang có tình cảm với mình nhưng lại tình tứ bên Nhã Phương. Không những thế, cô còn đá xéo Nhã Phương là con người hai mặt, ám chỉ anh chị em nhà Trường Giang đã can thiệp và cấm đoán chuyện tình cảm của hai người. Quế Vân tố Trường Giang lăng nhăng làm tổn thương mình. Đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau xoay quanh những dòng trạng thái kể tội này của Quế Vân. Trong khi một bên bênh vực ủng hộ cho rằng sự lên tiếng của cô là hợp lý khi có thể khiến công chúng nhận ra con người thật của Trường Giang, thì bên còn lại lại đưa ra suy đoán nữ ca sĩ đang cố tình làm màu, lợi dụng tên tuổi của bộ đôi hot nhất nhì làng giải trí Việt hiện nay để làm nóng tên tuổi, tìm lấy một chỗ đứng trên bản đồ showbiz sau nhiều năm chật vật không nổi lên được. Không thể phủ nhận, trước đó dù đã hoạt động trong ngành nghệ thuật được một thời gian dài, song song cả hai vai trò ca sĩ và người mẫu, nhưng tên tuổi Quế Vân vẫn chỉ lúc sáng lúc tối. Cô được biết đến chủ yếu bởi hàng loạt các thị phi lớn nhỏ. Tuy nhiên, phải đến khi scandal tình cảm với Trường Giang nổ ra, cô mới thật sự thu hút được sự hiếu kỳ và quan tâm của công chúng. Với sự ra mặt công nhận Nhã Phương là người thương của Trường Giang, đồng thời phủ nhận thẳng thừng mối quan hệ giữa anh và Quế Vân từ chính bố và chị gái nam danh hài. Giờ đây, có lẽ nữ ca sĩ đã hết đường chối cãi về chiêu trò gây sự chú ý của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.